Huỳnh Dịch, sao nữ lên nhầm Kiệu Hoa, được chồng như ý, tố chồng cũ lắp hơn 20 camera giám sát vợ. Tham gia show Tim Đập Rộn Ràng của Đài Hồ Nam, diễn viên Huỳnh Dịch tiết lộ những cay đắng cô trải qua trong cuộc hôn nhân thứ hai như địa ngục trên sóng truyền hình. Thừa nhận bản thân đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại ê chề, Huỳnh Dịch nói cảm thấy chán nản mỗi khi nghĩ về chồng cũ, doanh nhân Hoàng Nghị Thanh. Diễn viên cho thấy bản chất của chồng cũ là vũ phu, thường xuyên bạo hành gia đình. Lần đầu tiên anh đánh Huỳnh Dịch là khi cô mang bầu 6 tháng. Sau mỗi lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, Hoàng Nghị Thanh lại xin lỗi, lại mong vợ xí xóa, khiến cô mềm lòng chấp nhận. Nhưng rồi lần sau, anh ta còn tệ mặt hơn lần trước. Có lần anh đập nát điện thoại của cô. Huỳnh Dịch tiết lộ chồng cũ là kẻ nghiện kiểm soát. Theo đó, nữ diễn viên cho biết, khi còn chung sống, Hoàng Nghị Thanh từng lắp hơn 20 camera trong nhà để theo dõi vợ. Cô cho biết, tôi vô tình phát hiện ra khi mở tủ quần áo, bởi trong đó cũng có camera. Huỳnh Dịch cũng cho biết thêm, chồng cũ là người có khuynh hướng bạo lực. Khi anh ta hỏi, sao em không nghe máy, thì dứt lời ném điện thoại vào cô. Bên cạnh đó, khi Huỳnh Dịch mang thai 6 tháng vẫn bị Hoàng Nghị Thanh bạo hành, đánh đập. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xót xa cho người đẹp nổi tiếng một thời. Sau vô số lần bị lạm dụng, bị giám sát như tù nhân, Huỳnh Dịch cuối cùng cũng nhận ra rằng không còn chút hy vọng nào cho cuộc hôn nhân này nên quyết định ly hôn. Tuy nhiên, việc bỏ chồng không dễ dàng như vậy. Là người của công chúng, Huỳnh Dịch gặp khó khăn khi chủ động ly hôn do dư luận có cái nhìn xấu về cô, một phụ nữ trẻ nhưng đã hai đời chồng. Thêm vào đó, cô còn bị chồng cũ bôi nhọ, bóp méo hình ảnh. Huỳnh Dịch khẳng định chồng đã làm những điều vô lương tâm, bôi nhọ danh dự của cô, ví dụ như tố cáo cô bổ bịch, phẫu thuật thẩm mỹ, có vấn đề về thần kinh nên thường đánh con. Trong một lần quá bức xúc, cô đành đăng bức ảnh bị chồng đánh lõm chán cùng nhiều bằng chứng khác để giành phần thắng trong phiên xử giành quyền nuôi con tại tòa án. Sự nghiệp của Huỳnh Dịch bị sa lầy vì cuộc hôn nhân với Hoàng Nghị Thanh. Sau khi ly hôn, công việc làm ăn của cô điêu đứng. Cô cho biết, không nhãn hàng nào chịu làm việc với tôi, không ai giúp tôi chỉ có thể dựa vào mình mà chống chọi. Suốt 7 năm dài, có lúc cảm thấy chết chìm trong vũng lầy bế tắc, Huỳnh Dịch cuối cùng cũng dần tìm thấy ánh sáng. Từ năm 2020, khi chồng cũ vào tù, cánh cửa cơ hội của Huỳnh Dịch dần mở ra. Cô tham gia 4 show truyền hình liên tiếp trong 2 năm vừa qua. Cô cũng góp mặt trong một số dự án từ thiện, dẫn chương trình, dần dần có một số lời mời chụp tạp chí, tham gia sự kiện. Huỳnh Dịch cho biết quãng thời gian gặp khó khăn, cô đã nhờ vào con để có động lực vươn lên. Nữ diễn viên khẳng định không sợ đàm tiếu, điều quan trọng chỉ muốn được làm chính mình. Kỹ năng diễn xuất được cải thiện cũng giúp cô dần lấy lại thiện cảm của người hâm mộ. Sau thất bại của hôn nhân, Huỳnh Dịch cho rằng mình không có mắt nhìn đàn ông, đa phần lấy phải người không tử tế. Diễn viên không mất niềm tin vào tình yêu, nhưng không còn coi đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Điều ý nghĩa nhất là tôi được là chính mình, hạnh phúc của bản thân và con là quan trọng nhất. Quãng thời gian chung sống, sau đó là tìm cách ly dị với Hoàng Nghị Thanh là giai đoạn mà Huỳnh Dịch tổn thương nặng nề về cả thể chất lẫn tinh thần. Cô nói sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ được vết sẹo tổn thương trong lòng. Huỳnh Dịch sinh năm 1977, từng là ngôi sao sáng qua hai bộ phim Hoàn Châu Cách Cách 3 và Lên Nhầm Kiệu Hoa, được chồng như ý. Từ một ngôi sao được săn đón, sự nghiệp nữ diễn viên đã tụt dốc sau bê bối đời tư. Cô từng có hôn nhân ngắn ngủi chỉ kéo dài 40 ngày với doanh nhân Khương Khải. Cuộc hôn nhân thứ hai giữa cô và Hoàng Nghị Thanh cũng không kéo dài hơn. Năm 2012, cặp đôi về chung nhà và có một cô con gái. Đến cuối năm 2013, Hoàng Nghị Thanh tố vợ là người giả tạo, ngoại tình. Trong khi đó, Huỳnh Dịch khẳng định bị chồng đánh đập dã man. Sự việc khiến cho Huỳnh Dịch mất nhiều điểm trong mắt công chúng. Cô và Hoàng Nghị Thanh ly hôn vào tháng 10 năm 2014, sau đó Huỳnh Dịch một mình nuôi con và tạm rút khỏi giới giải trí. Nữ diễn viên từng chia sẻ, hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến cho cuộc sống của cô lâm vào khủng hoảng, nợ nần chồng chất, đồng thời không còn ai dám theo đuổi một người phụ nữ đã có hai đời chồng. Tháng 7 năm 2020, Hoàng Nghị Thanh đã bị tuyên án 15 năm tù vì tội danh buôn bán trái phép chất ma túy.